for women's doubles. Match number 2, Sheng Yu Chi, Gia Linh Zha, Chinese Taipei versus Chasini Korepa, Quanarop Sujaraphap, Thailand. Umpire Nguyễn Công Thương, Việt Nam. Service judge Saipur Macri, Indonesia. Court 4. Sân số 4 dùng đôi nữ. Trận đấu số 2, Seung Yoo Chi, Ye Jinya, Trung Hoa Đài Bắc đấu với Sasini Korepa, Quanarop Sujaraphap, Thái Lan. Trọng tài chính Nguyên Công Thương, Việt Nam. Trọng tài giao cầu Saipur Macri, Indonesia. Cao rồi, ba cầu rất cao của Kim Sa Rang. Đọc rất mạnh. Chúng ta rất lì. Không có lắm rồi, ăn lưới rất hay, nhưng mà thuộc lưới rất hay, đó là sở trường của Du Yong Siêu. Bạn ngon hơn chưa mọi người ơi? Mọi người đi xét lại đấy. Okay, nếu mạng ngon hơn hôm nay mọi người có thể cam mình 1 để hùng nhất được không ạ? Con set 1 thì cặp đôi Du Yong Siêu và Kim Các Giang Mắn nha mọi người. Cặp đôi Hàn Quốc. Và bây giờ là set đấu thứ 2. Điểm ra mà 2-0 cho cặp đôi áo trắng, cặp đôi từ Hàn Quốc. Ok, đến giờ có lẽ chất lượng mạng nó chỉ được có thế thôi mọi người ạ. Top 1, men's double, match number 16, Su Li Wei, Hang Kai Wei, Chinese Taipei versus Lin Chang Kai, Sheng Ming Kao, Chinese Taipei. Umpire, Deepak Tata, Nepal. Service judge, Nguyễn Phạm Duy Anh, Việt Nam. Top 1. Sân số 1. Nội dung đôi nam trận đấu số 16, Su Li Wei, Hang Kai Wei, Trung Hoa Đài Bắc đấu với Lin Chang Kai, Sheng Ming Kao, Trung Hoa Đài Bắc. Trọng tài giao cầu Nguyễn Phạm Duy Anh, Việt Nam. 3-0 cho cặp đôi Hàn Quốc. Chưa đến mặt phải bắt đầu. Đó là 3-0 mọi người. Hay quá, mọi người yên tâm, Hùng đang quay HD ở đây rồi. Tí nữa về là sẽ đăng nóng hổi cho anh em xem luôn. Đăng cả Facebook cả YouTube cho mọi người xem luôn. Điểm 3-0, Du Yong Siêu tiếp tục phát cầu. Và phản cầu ra ngoài chân của Kim Bắc Giang. Hello mọi người tranh thủ vài phút cùng chia sẻ live stream nào. Trận này đôi nào thắng gần như là nhất rồi. Ôi vẫn còn giờ lắc lưới thế mà vẫn xử lý được. Đây này vẫn còn, chưa cần phải bay người luôn. Trận quá dài. Ba đập kinh trận. Đâu cảm nhận gì đó là trận đấu này sẽ chỉ kết thúc trong một 2 set rồi. Từ Hàn Quốc, là đội Du Yong Siêu này quá hay. Kiên đã vào form. Một đắp đang phát cầu. Cầu rất mỏng. Cặp đôi từ Hàn Quốc họ điểm chơi với nhau cũng không tốt. Thế nên trận này treo đâm xuống lót. Thì trong trận đấu này thì Kim Sa Rang không thể được làm nhiều. Đúng rồi, anh ta Huy hay Du nha. Du Yong Siêu. Còn quay người thì cầu rất lớn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chào tất cả mọi người ạ. Tôi gửi lời chào đến tất cả mọi người và lời cảm ơn đến mọi người nhá. Hello Gia Huy, trong này thì có Du Yong Siêu Mạng chưa và Su Li Wei là số 1 thế giới đấy nhá. Còn Kim Các Giang thì chưa phải. Tiếp theo cặp đôi này là số 1 trong chung này. Trắng rồi, rất gắt. Đấy là đập đồ mà. Từ Malaysia, không hiểu. Trận một cặp đôi Hàn Quốc thắng hơn rồi. Nói chung là trận này Hàn Quốc cũng vượt trên. Rất tỉnh táo, sau một cầu rất chính xác của Du Yong Siêu. 6-3 cặp đôi Hàn Quốc. Cảm ơn mọi người, điều không muốn như vậy, tuy nhiên thì chuẩn bị càng kỹ xem ra nó lại càng chán. Đây là một bài bỏ cầu tốt của cặp đôi Hàn Quốc, điểm 13. Chúng ta đôi áo trắng là Du nhá, đôi áo trắng là Du Yong Siêu, giày đen như mọi người, anh ấy đang cầm cầu phát kia đây. Được vẫn có sát lưới. Chào anh Nguyễn Hoàng, anh chào Thiện Quang nhờ, Thiện Quang cũng hay live stream giải những nhật giải phim rất quen thuộc từ streamer Hồ Long ở Quảng Ninh. Ok, Hùng đã quay lại chất lượng Full HD trận đấu này bằng điện thoại khác nhá. Nên mọi người yên tâm. Mọi người yên tâm là tối nay tính nữa về là Hùng sẽ up nóng hổi lên kênh YouTube cho con Hùng Badminton luôn. Đấy, vào kênh YouTube của Hùng theo dõi nhá. Rất nhiều các trận đấu của ngày hôm qua và hôm nay Hùng đã up lên đó rồi. Du Yong Siêu có gì về Hùng để xem lịch của Hùng sẽ không phá mọi người ra. Anh Du đánh hay quá, thực sự hay. Vẫn đẳng cấp thật. Cảm ơn Hải Dê. Mấy sụp sim không quan trọng là buổi tối, không hiểu nó tại sao luôn. Ta nhìn mặt đang đỏ, có vẻ đang nóng rồi kìa. Thực sự là có vẻ đang hơi cục. Đập mấy quả cục phết. Nhìn mặt có vẻ hơi cục. Tôi xem trực tiếp tại sân chừng lắm. Tôi tốt nhất đừng tập trung vào xem tận mắt thôi. Cứ nhìn vào màn hình điện thoại để mình như này mình mất cơ hội thưởng thức. Ok, điểm 47 Kim Sa Rang bắt đầu. Đó là Du Yong Siêu đánh quá hay không trận này. Kênh YouTube của Hùng nó tên là Support Hùng Badminton cho mọi người. Rất nhiều cái trận đấu hay đâu Hùng phát lên đấy. Và trận đấu này cũng sẽ được up ngay sau 1 giờ khi trận đấu kết thúc. Sao? Du xin thủ. Cặp đôi từ bên kia là cặp đôi kết hợp giữa hai quốc gia. Cặp đôi Kim Sa Rang đến từ Hàn Quốc và cặp đôi Kim Sa Rang đến từ Hàn Quốc và Quanarop Sujaraphap đến từ Malaysia. Và những tên tuổi của Việt Nam thế giới. Từ điểm 58, Quanarop sẵn đỏ. Em chào Yên Vũ em, cảm ơn em tiếp tục ủng hộ và theo dõi live stream của anh cho dù thì bên kia rất nhiều các live stream khác nét hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều và mọi người nhiệt tình ủng hộ và đồng hành cùng với Hùng. Đấy mới nhờ. Cảm ơn sân thần. Này làm tan bom gì đâu. Để mát kê bên này tủy không kém mà đây. Đấy là bên này họ tì cầu tuốt và cũng cho ít cầu đập lắm. điểm 9-5 cho cặp đôi Hàn Quốc trắng về màn hình của chúng ta. Du Yong tiếp tục phát cầu. Tấn công, đập đi. Rõ ràng là bên này thủ cầu vẫn rất ly, vẫn còn kìa. Rất tiếc dù ra ngoài sân. Sân trống và bọc lót không kịp thời của Kim Các Giang. Điểm rút ngắn 6-9 trong cặp đôi Liên Quân. Các Du An rồi, cảm nhận không? Gần như là khẳng định Du An như này. Du đánh cảm giác vẫn trên 3 người còn lại. Rất ngẫu hứng. Ôi, rất các bạn bắt yếu rồi bỏ ra. Sự cầu khá cao. Nhưng mà mọi người thông cảm trên diện mạng nhau cũng không thể cải thiện của nó đâu. Tức là chúng ta tập trung vào thưởng thức đường cầu và tăng vát. Đã lứa rồi cũng đã quen lại. Trận đấu này ở chế độ Full HD rồi. Nên mọi người hãy vào YouTube, kênh YouTube của con Hùng Bếp Minh Tùng rồi. Khoảng 1 tiếng nữa thì cũng sẽ đăng nó lên. Rất căng. Du Yong Siêu Mạng không kém gì. Quá nhiều rồi. Tôi xem đánh đến xếp 3 cho nó hay. Nó cổ vũ đặc biệt tạo đen kia đánh xếp 3 nào. Hai đôi em này gặp nhau ngay trận đầu tiên. Phía sân bên cạnh cũng là hai cặp đôi rất mạnh. Cặp đôi đến từ Indo, cặp đôi đến từ Đài Loan. Có tay vợt Sapucho. Sapucho của Indonesia. Đơn nam cho Indonesia ở giải đấu thế giới. Điểm rút ngắn xuống con 89 đồng đội châu Á. Nhiều rồi. Ngày càng trở nên hấp dẫn hơn. Đây anh xin chụp ảnh với Du chưa được đây. Điểm 9 đều. Thế trận đang dần cân bằng trở lại rồi. Biết đâu cặp đôi Liên Quân áo đen từ bên kia là đánh chiến thắng trong trận đấu cao. Đánh dưới đẳng cấp vẫn là Du. Thực sự Du đánh quá khéo. Điểm 19. Kim Duk Young mất cầu. Đánh ghi nhầm. Lâu. Thế mọi người có thể chia sẻ livestream này lên trên cầu lông và lên trang cá nhân giúp mình hơn. Lượng người xem ít quá chắc là do chất lượng mạng rồi. Lúc khó khăn thì mọi người quên hùng hết rồi, người xem video xem hết rồi, đến hết áo. Bắt lưới rất nhanh của Kim Các Giang. Nửa set đấu thứ hai đã trôi qua. Cặp đôi đến từ Hàn Quốc đang dẫn trước với khoảng cách chỉ 1 điểm, 11-10 luôn. Ok, tranh thủ những phút tải ra sao để chào nhau một câu được không? Chào Đạt Trí nào, chào Hòa Hà, chào Văn Hiệp, chào Đạt Trí Văn Lý nào. Chào cảm ơn, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những người có thể livestream. Mọi người thực sự rất tuyệt vời. Biết rằng đã có rất nhiều các live khác nét hơn, chất lượng hơn. Tuy nhiên mọi người rất ủng hộ là điều rất tuyệt vời. Mình cảm thấy rất xúc động và cảm động về đó. Cảm ơn mình rất nhiều. Rất mong là mọi người có thể giúp mình chia sẻ livestream này. Thì rất nhiều người ngoài kia họ đang mong muốn được xem những trận đấu như này mà các bạn chưa có cơ hội và họ không biết. Đây là chị Lý nha. Đây là nhân liều. Đây là Đạt Chí rất nhiều. Cũng đã nói rằng đang quay trận đấu này ở chất lượng Full HD cho mọi người. Bởi vậy mà mọi người yên tâm. Sau khi xem livestream này xong mọi người sẽ được xem chất lượng Full HD. Xem rõ đường cầu và tay vừa làm đầu thì sẽ là như thế nào. Rất có cảm giác của bạn này rồi. Điểm chuẩn. Đây là các giải quốc tế này thì gần như là loại trực tiếp hết cho mọi người. Loại trực tiếp hết. 11 đều. Khá căng thẳng. Cũng mong muốn được xem trận đấu thứ 3. Thực sự nếu mà mua được không chưa nhiều tiền, không chưa nhiều tiền đâu. Điểm 12, 11 cho cặp đôi liên quân. Để chơi hai quả bóng. Còn như này rất xứng đáng cho cặp đôi luôn. Đổi điểm 12 điểm Kim Các Giang Mắn. Hãy thế nhập. Cảm ơn Nhật Minh rất nhiều nha, anh hay livestream này lắm. Có những người chủ giải này họ mới đi nhưng gần như có giải gì không đều đi. Kênh YouTube của con Nguyễn Minh Tình thì hàng ngày đều up video của Long đều đăng rất nhiều các video hay, đa phần là video tự quay. Rất cảm giác của bạn rồi, hàng bom theo. Ok, địa chỉ là nhà thi đấu Quân Tiêu nằm trên đường Võ Trí Công mọi người. Chủ nhật đánh chung kết nha, mọi người nhớ đến sớm. Đàn này tích điểm thấp thôi nha, nhưng mà đang chắc là Du đang gặp cái đồng đội mới nên là đang phải đi cày giải 10 điểm là đến Việt Nam rồi. Giải này là giải xe lực của mình. Du Yong không thể phản xạ điểm. Vòng 15-12 cho cặp đôi liên quân. Chuyển biến của trận đấu đã có sự thay đổi. Cặp đôi áo đen đang vươn lên rất trước với khoảng cách là 3 điểm, 15-12. Rất có thể chúng ta sẽ được thưởng thức trận đấu thứ 3. Cái chân của mình. Hai cặp đôi đều nổi tiếng thế giới. Đổi điểm 13-15. Korepa Du Yong Siêu Mạng phát cầu. Cặp tiếp vào một lưới đều rồi. Cầu không qua lưới. Điểm 16-13. Kim Sa Rang bắt đầu. Đúng rồi, cô học vừa chụp ảnh với Du ngay sang bên mình. Để Du cho anh Du đẹp trai nào, đánh hay không? Điểm số 14, 16. Hay rồi, rồi đúng rồi. Đúng rồi, hay kết nhỉ? Đúng rồi. Được cầu rất ngon ăn, cầu lại ra ngoài sân. Trong hay ngoài, trong sân, trọng tài bắt cầu trong sân. Có lẽ đó là một pha đập cầu rất mạnh nên trọng tài không thể nhìn kịp. Ở ngoài á. Thực sự là cầu bay quá nhanh, mình cũng không thể nhìn được nó là trong hay ngoài nữa. Đập căng quá. Ngay giữa sân mà. Thực sự đều cũng mua đủ loại sim rồi. Cho dù là tháng 100 ghi đến lúc phát. Có thể anh chị nó đeo bóng lót chân ở bên trái không đeo bên phải, nhưng mà nó không được đẩy lên mất và bao nhiêu rồi? 6 điểm. Ok, đã có sự chuyển biến rồi. Hai cặp đôi lại duy trì thế cân bằng rồi, 16 đều rồi. Mình Du gặp với Kim Duk Young như vậy. Cái tên cũng khá lạ rồi. Và cầu phải sang điểm của Kim Sa Rang. Kim Sa Rang là một người rất vui tính, khi đánh cầu anh luôn truyền rất là tươi, cảm giác rất là gần gũi. Đúng chính xác anh Lao Ca này, Kim Sa Rang thánh ve này. Máy thi nhập, lật lưới mà vẫn không thể ấy. Ngoài sau bỏ cầu rất quần áo. Điểm 17 đều, vâng, những điểm số cuối cùng của trận đấu thứ 2. Thực sự rất căng thẳng. Tất cả mọi người đều muốn thưởng thức trận đấu thứ 3 để xem cặp đôi nào mới thực sự là bản lĩnh. Tuy nhiên cặp đôi khi làm chung có thể, rất có thể là họ sẽ thể hiện được bản lĩnh của cuối trận đấu thứ 2 này và kết thúc trận đấu. Và cầu là rất may mắn từ cặp đôi liên quân. Thực sự từ nãy giờ chưa thấy một lời động viên nào, mọi người trừ những lời kêu nặng mờ quá thế này thì kia, thực sự khá buồn. Vâng, rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu thứ 3 đây. Trận đấu thứ nhất thì cặp đôi Việt Nam cũng giành chiến thắng, tuy nhiên ở cuối trận đấu thứ hai này thì họ đang đối thủ của mình rất siêu điểm số 17. Điểm 19-17, Kim Sa Rang phát cầu. 97. Được, hay lắm. Bài rất nhanh, bây giờ chiều. Được 18-19. Rất căng thẳng trận đấu thứ hai. Đội tấn công. Rồi. Rất tốt. Số đều rồi. Hay quá. Ok, cảm ơn mọi người. Cuối cùng thì cũng đã có những lời động viên, cảm thấy rất là hạnh phúc thực sự. Có rất nhiều công sức từ sáng đến giờ quay bao nhiêu trận để có một người thưởng thức rồi. Nói dùng có quay full HD cho mọi người mà nó chuẩn bị hai máy và giữ lưu lượng máy từ sáng đến giờ. Tắt mạng nó dùng mùa đông hết dung lượng cao, không hiểu tại sao tối nó lại ra cảnh thế này. Và bình thường đi cả ngày đầu kia nó lại như hết hơn, chẳng hiểu tại sao luôn. 19 đều, những điểm số cuối cùng của trận đấu thứ hai. Điều rằng là đội Hàn Quốc có thể chinh phục đối thủ trong vòng 2 set hay không, và chúng ta sẽ được thử trước trận đấu thứ ba. Sẽ còn kìa. Tặng đồ lại chiến đấu rất hay của Sang Con Đeo. Điểm số cuối cùng trận đấu thứ hai rồi kết thúc trận đấu dành cho cặp đôi áo đen, đôi Sang Con Đeo và Kim Sa Rang. Rất căng thẳng. Ok, đây không phải là xem chùa nhá. Livestream này là Hùng mong muốn được gửi những trận đấu cầu hay, trận cầu hay đến càng nhiều người càng tốt. Mọi người cứ xem một cách thoải mái và hãy đồng hành và cổ vũ cho Hùng. Đừng quên theo dõi YouTube của chúng tôi xem trước. Rất hay livestream các giải đấu cầu lông phong trào trong nước cũng như các giải đấu quốc tế tại Việt Nam. Cũng như gần như bất cứ giải đấu nào thì mọi người đều sẽ nhận được video livestream trường hợp.